Cùng nhau lượn một vòng TikTok nhé. Ôi rồi, bạn này làm gì với muối đây? Ăn muối sao? Mặn lắm. À không, bạn này đang đánh răng với muối. Nghe thì cũng sướng tai đấy. Có thể bạn chưa biết, muối có tác dụng giảm sưng, chống viêm, loại bỏ vi khuẩn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng muối đánh răng quá nhiều thì có thể làm răng xỉn màu, ố vàng do bị mài mòn men răng đấy nhé.